Xin giới thiệu với các anh chị bộ nồi 5 món của Hàn Quốc, công nghệ của Đức, hoàn toàn bằng inox 304. Đấy, vung nồi là kính cường lực chịu nhiệt và thiết kế rất là đẹp. Đây dập nồi chữ Kuchen Korea. Và hôm nay đến 10 giờ ngày 15 tháng 11 năm 2022 là được tặng một con dao của Nhật rất là sắc, rất là sắc. Cái đế nồi nó có 3 lớp, một lớp tư tính, một lớp nhôm để tăng nhiệt và lớp inox 304 là được đúc liền với cái thành này và không có đinh vít tán của cái quai nhé, nên rửa nó dễ và nó không lo bị rắc thức ăn vào đây. Đấy, và nó bóng vô cùng, nặng nữa. Con bé nhất này nặng là 1,1 kg này cả nhà này. Đấy, cái con 22 cm để ăn lẩu này là nặng là 1,6 kg. Con 20 cm để nấu canh này cũng 1,6 kg. Con này nhỡ nhỡ để kho thịt này là 1,3 kg. Và con to nhất để luộc gà này là 2 kg. Nó rất là nặng. Và cái quai nồi nó cũng thiết kế rất là xinh, cầm như này nó rất không lo là nó bị tuột, đúng không nào? Bộ nồi này là bằng inox 304 nên là khi nấu chúng ta không lo bị những cái kim loại nặng ở trong này nó hóa vào với thức ăn để nó lẫn trong thức ăn mà chúng ta ăn vào nó nguy hiểm cho sức khỏe. Đấy, trước đây Ngọc Thủy nấu bằng cái nồi này ấy, là nó hay bị ố, chứng tỏ là nó bị oxy hóa rất là nhiều, những kim loại nặng ở đây nó bị thôi dần, lâu dần tích tụ vào trong cơ thể là rất là nguy hiểm. Và con dao này nó thiết kế cái độ vát có 15 độ nên nó sắc vô cùng. Và đây Ngọc Thủy thái cái bìa giấy nó ngọt lẹ như thế này. Và không nên dùng con dao này cho trẻ em nhé, dễ đứt tay. Thái thịt nướng, thái cá hồi, thái thịt bò để xào hoặc hoa quả thì rất là tuyệt cả nhà. Các anh chị ơi, nếu mình mong muốn đảm bảo sức khỏe thì nên thay những bộ nồi tốt như này cho nhà bếp của mình. Nó không đáng bao nhiêu tiền so với một cái iPhone mà chúng ta dùng nó cũng không hết chức năng. Cái bộ nồi này dùng mấy đời thì nó rất là rẻ này, rửa dễ nữa. Và người phụ nữ khi nhìn thấy những cái bộ nồi như này thì sẽ có cái cảm hứng để nấu ngon hơn đấy cả nhà. Xin chào tất cả các anh chị nhé.